À, đấm xà lan chở cháu là chủ yếu là chiều ngang bự, dài đòn, cạn lường để mà chở cho nó đạt hiệu quả nha các bạn. Cái hầm phao này á, hầm phao của cái hầm mũi thì bắt buộc mình phải đóng đúng kích thước. Nếu mà mình đóng nhỏ quá thì không đăng kiểm được. Bởi vậy là cái vách ngăn anh để đằng này, nhưng mà cái chân gà cháu thì anh đem ra xuống ngoài này để mà anh lắng ra ngoài hầm mũi thêm nữa để mà cho nó chứa cháu ở đây thêm một phần nào đó nữa nha các bạn. À, cái mạng á nó không có thẳng đứng giống như là xà lan, nó sẽ ngã nhẹ ra như thế này nè. Các bạn thấy không? Ảnh đặt rất là cao, có thể là cao hơn mặt nước luôn á. Nhưng mà chạy không giờ bị mắc nước. Giờ mình tháo ra. Mình lấy cái lớp bê ở trong này ra mình giọt bỏ nha các bạn. Đừng có xài cái lớp bê. Tại vì xài cái lớp bê á nhiều khi cái con gồ mình bị nghẹt gác á, nó đóng chấu trong chõng, bắt đầu cái mình muốn tắt máy để cho nước nó dồn xuống nó xả ba cái chấu nó ra thì không được. Tại vì nó chặn lớp bê ngay chỗ này lại rồi. Là mình không có xả gác ra được. Bởi vì mình tháo lớp bê ra bỏ. Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Thì hôm nay mình đang có mặt tại Thốt Nốt Cần Thơ, công ty đóng tàu Nguyễn Trắng Hưng, để mà quay hạ thủy cái chiếc xà lan chấu cho mọi người xem đây. Thì thông qua đây mọi người nào mà có nhu cầu sửa chữa hoặc là đóng mới xà lan thì cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại ở trên bảng hiệu ha, 0917 365 436. Và bây giờ thì mình xin mời mọi người đi vô trong này để mà cùng xem cái chiếc xà lan chở chấu lần đầu tiên mà mình quay ở trên kênh YouTube của mình luôn các bạn. À, chiếc này thì được đóng mới. Giờ mình sẽ đi vô này để review sương sương cái chiếc xà lan này cho mọi người coi. Để coi là nó khác hàng khô như thế nào và cái mẫu thiết kế nó như thế nào các bạn. Đây ở trên màn hình mọi người, đây là một chiếc xà lan ha. Chiếc này thì có cái chiều ngang là 5m các bạn. Chiều dài là 22m5, chiều cao mạng là 1m35 và đặt cái máy là Isuzu 6RB1 420 mã lực. Cái máy này phải nói là khủng khiếp rồi ha. Và hộp số của nó là 3,5 tô các bạn. Chân dịch là 1m15 và chở hết tối đa công suất là 60 tấn chấu. Tại vì chấu là cái hàng nó rất là nhẹ và cao cơ. Bởi vậy là nó sẽ có thêm một cái bồ ở trên chảnh, giống như là cái gãi chấu trên chảnh. Thì cái gãi chấu đó tính từ mặt bon lên tới trên đọt là 3m ha. Và còn cái ngọn chấu nó dâng lên trên nữa thì mình chưa tính. Rồi bây giờ mình sẽ lặn một vòng cho người xem sơ về cái mặt tiền và cái mạng ở dưới. Ở đây thì mọi người đang chuẩn bị cúng kiến để mà mình làm cái hệ lễ để mà hạ thủy đây các bạn. Thì giờ cái mẫu này á, thì nó không khác gì xà lan hàng khô nhiều, mũi lái đều như nhau. Nhưng mà có một phần á, là nó rất là quan trọng là chiếc này rất là cạn lường và dài đòn. Tại vì chở chấu là không có cần sâu lường ha. Nếu mà sâu lường quá thì mình sẽ bị mắc tải. Và thêm cái nữa là nó sẽ bị lắc xà lan chở nó không đạt. Bởi vì là đóng xà lan chở chấu là chủ yếu là chiều ngang bự, dài đòn, cạn lường để mà chở cho nó đạt hiệu quả nha các bạn. Đây cái mạng chỉ là 1m35 thôi, không có cái quầy bê gió luôn. Tại vì nếu mà mình làm lên cái quầy bê gió thì cái bồ của mình ngã ra nó bị mất cái không gian vị trí dưới chân, nó sẽ bị chiếm diện tích. Bởi vì là anh sẽ làm cái gãi chấu là nó nằm ở dưới mặt bon đường đi luôn. Cái gãi chấu này thì ảnh đi xương vơi và hàng cố định luôn chứ không có đi gãi gáp ha. Còn đây là cái phần mặt mũi này. Thì mũi thì vẫn giống như là cái kiểu mũi của những chiếc xà lan khác ở đây. Nhưng mà có cái phần mình lường là nó khác nhau. Đây mình lường này, nó chỉ tới đây thôi các bạn. Nó vừa qua cái mặt bon là anh chỉ chụp lên một tấc để mà làm cái gờ đường chịu vô trong cái phần cái chân gã chấu này để cho nó cứng thôi. Cái phần gã chấu để chút xíu nữa mình lên mặt bon mình quay cho người coi nó rõ hơn. Chiếc này thì đóng hai lường ha. 60 tấn chấu. Thì đóng vậy là nếu mà đóng mà chặt chặt gì thì chắc mình nghĩ là chở xong chứ cũng gần tới một cây chứ không khẩm tới trên đâu. Tại vì chấu nó nhẹ lắm các bạn. Chấu là rất là nhẹ, bởi vì là người ta chở không bao giờ mà hết tải được. Ở ngoài sau này thì mấy anh em đang chuẩn bị tháo cái hàng rào ra để mà mình hạ thủy đây. Thì chấu là cái vật liệu để mà làm cái lửa đốt, giống như là để nấu thức ăn cho cá tra nè các bạn. Rồi cũng có thể ép ra thành củi chấu. Nó rất là nhiều công dụng ha, nhưng mà cái công dụng chính của nó là để mà làm cái chất đốt để mà mình sử dụng để mà mình nấu thức ăn hoặc là mình
nấu lò gạch đó các bạn. Thì cái đó là cái công dụng của cháu ha. Còn đây là cái phần chân vịt. Ôi ôi, cái chân vịt này là cái chân vịt cũng la thái nhẹ đó các bạn, 1m15 ha. Cái Isuzu 6RB1 mà 420 mã lực đó, thì đặt cái ghe này, đặt cái xà lan này chạy thì quá dư tải rồi. 420 mã lực là các bạn đặt cái chiếc ghe mà tầm 300 tấn là chạy được luôn đó các bạn. Nhưng mà chỉ đặt cho chiếc này chỉ có 60 tấn thôi thì các bạn biết được cái nó sức mạnh nó cỡ nào ha. Đây, còn đây là cái phần bánh lái này. Thì anh đi chân dịch là 1m15. Thì đi cạn rất là tốt các bạn. Đi cạn rất là tốt ha. Hộp số thì tới 3 tu rưỡi lần. Còn nếu mà các bạn muốn tốc độ cao thì có thể hạ hộp số xuống để mà đi chân dịch 1m1 thôi. Chân dịch 1m1 hoặc là chiếc này đi chân dịch 1m cũng vừa luôn, là đi tốc độ giữ trời lắm. Nhưng mà đi cạn thì nó hơi yếu hơn là 1m15 bường cạn rồi đó. Tùy theo cái vùng và địa hình mình đi như thế nào để mà mình tính toán mình lắp đặt cho nó hợp lý các bạn. Chứ mình đi dùng cạn nhiều mà mình đặt chân vịt nhỏ quá thì nó hơi dở, nó hơi bị bường không nổi, nó bị đuối máy. Bởi vì là anh đặt cái chân vịt này là nó thừa sức với chiếc xà lan này luôn rồi các bạn. Quá trời rồi. Bữa hả mình chạy chung với cái chiếc ghe kia, chiếc ghe sắt á, gần 300 tấn mà chỉ đặt là cái máy là Isuzu 6RB1 mà chiếc này chỉ có 60 tấn thôi. 60 tấn thôi mà đặt cái máy như vậy thì các bạn biết rồi ha. Còn đây lên trên cái quầy mũi cho người coi đây. Thì cái phần mà hầm hàng là cái phần rất là quan trọng của cái bên xà lan chở cháu. Nó cũng giống như là bên ghe lúa vậy bạn. Hút hết tất cả các thứ để mà nhường vị trí cho hầm hàng, để mà cho nó chở đi mà đạt lên. Đây nè, từ ở dưới chân, từ dưới chân gã cháu mà lên tới trên này là 3 mét rồi. Rồi cái ngọn cháu nó vuốt lên cao trên này nữa các bạn. Thì nó mới được là 60 tấn ha. Chứ chở ngang đây thì chưa được 60 tấn đâu. Này các bạn coi nè, cái khu vực hầm mũi đây. Cái hầm phao này á, hầm phao của cái hầm mũi á thì bắt buộc mình phải đóng đúng kích thước. Nếu mà mình đóng nhỏ quá thì không đăng kiểm được. Bởi vậy là cái vách ngăn anh để đằng này. Nhưng mà cái chân gã cháu thì anh đem ra xuống ngoài này để mà anh lắn ra ngoài hầm mũi thêm nữa, để mà cho nó chứa cháu ở đây thêm một phần nào đó nữa đó các bạn. Thì chở cháu là cái vật liệu nó rất là nhẹ. Ở đây anh chỉ làm xương thôi, rồi anh sẽ treo nguyên một cái cước xanh nó lên, giống như là lưới xanh đó các bạn. Thì cháu khi mà xuống hàng rồi nó đè vô như thế này là xong, nó không có bị gách lưới hay là nó không có bị tràn ra ngoài các bạn, tại vì nó không có độ nén nhiều. Đây sẽ là bao bọc toàn bộ ha, đông tây nam bắc là mình giáp vòng. Còn ở đây là cái kia cầu thang. Thì ghe cháu thì nói chung là đi tới đi lui thì nó hơi khó khăn chút xíu. Thường thường là nếu mà có cháu mình sẽ đi trên ngọn cháu, còn nếu mà không có cháu thì sẽ đi đường này. Đó là hai cách thức để mà mình đi tới ngọn chiếc mũi ra làm sao lái ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong đường này để mà đi dưới hầm hàng, quay cho người coi đây. Tên lắng ra ngoài này đâu tầm khoảng là có thể là 1 mét rồi. Còn đây là cái chân gã cháu nè. Thì anh sẽ, đây là cái mặt bon nè, anh làm thêm một cái gờ để mà chịu ngay chỗ cái góc chữ đây thêm một khớp nè các bạn, cho nó cứng cái chân nè các bạn. Chứ nếu mà không có cái này thì cái này nó bị yếu ha. Bây giờ anh làm thêm cái gờ này tầm khoảng là một tắc mốt ở đây nữa. Và đây là cái dàn lường. Thì cái chân gã cháu này hồi đó bên ghe cây thì người ta bắt bồ lon rồi tháo gáp. Bên ghe sắt hồi đó cũng có vụ mà tháo gáp bắt bù lon nữa, làm nạnh đưa ra bắt bù lon, nhưng mà đó nó bời xời với thêm một cái nữa là nó lu bu quá. Bây giờ mà anh cải tiến là hàng cố định luôn. Hàng cố định luôn ha. Là đã như vậy là mình cứ lên hàng xuống hàng thôi. Ghe cháu thì nói chung là rất là khó chạy các bạn. Cái thứ nhất là nó rất là nhẹ, với thêm một cái nữa là rất là cao. Thì đi gió máy là nó rất là cực. Gió mà thổi hiu là nó sẽ bơi rồi. Và đặc biệt thêm một cái nữa là cái hầm hàng này nè. Cái hầm hàng của chiếc xà lan cháu nè các bạn.
thì cái mạng á nó không có thẳng đứng giống như là xà lan, nó sẽ ngã nhẹ ra như thế này nè. Cái mạng á, mạng không thẳng đứng như giống như xà lan ha. Đây mình cho người coi đây, ngã nhẹ ra để mà đưa cái vị trí của thằng này giờ ra thêm một miếng nữa để mà chấu nó chiếm diện tích ra ngoài nó ok hơn. Đây bạn dòm kỹ thì mới thấy được ha, tại vì nó tầm khoảng là 5 phân đến 1 tấc thôi, nếu mà mình dòm không kỹ là mình khó nhận biết lắm. Điếu thuốc để đây một hồi chắc nó cháy ba cái lưới hết quá. Đây còn đây là cái khu vực đây, cái hầm mái này cũng vậy ha. Đây là vách ngăn của hầm mái nè, đi ra làm sao nè, thì cái bộ cháu ảnh đi lúc Mỹ ra ngoài sau luôn để mà chiếm hết toàn bộ cái không gian vị trí trên trển. Và bây giờ để mình trèo lên, trèo lên kiếm đường đi lên trên hầm mái cho người coi. Bây giờ thì máy ảnh chuẩn bị hạ thủy nên là hơi gấp rút một chút xíu ha. Ở đây là không có cửa luôn các bạn, cái nóc cabin này là để chứa cái cục máy dưới nè. Đây cái đường đi xuống đây, mà làm sao đi xuống mới là một chuyện quan trọng nè. Đó, làm sao để đi xuống đây. Cái này là 10-20 á, còn B này hình như là 36 á. Chết bà, căng quá ta. Chèo chèo gách cái quần cái là tới công chuyện luôn. Sợ đứt tay chứ không sợ vậy trơn các bạn. Đây phần phía ngoài sau nè, thì cái nhà mát từ khúc nhà mát đảo ra sao là cái khu vực nhà ở toàn bộ 100% là cố định luôn. Tại vì là cái này mình khỏi cần nâng lên hạ xuống, tại vì là cái bồ chấu nó cao hơn cái nắp mua của mình rồi. Bởi vì là cái này mình làm cố định luôn, cái đó đi cầu lọt là cái này đi cầu lọt, khỏi làm nâng lên hạ xuống ha các bạn. Ngay chỗ này thì anh xài tôn để mà cho bụi chấu rồi nó đừng có bay vô, nó lọt vô trong cái phía sau mình đang ngủ rồi sao này, nó ngứa nè, gãi là sưng đít hết trơn. Còn đây là cái dàn ti, đây ti ben thủy lực. À còn đây là cái cục máy đây các bạn, màu đen ha, Isuzu 6GB1. Anh Hậu nói là 420 mã lực. Cái phần trục bô nằm dưới nè. Ở cái này là không biết là máy thủy hay là máy xe ta. Còn một loại Isuzu 6GB1 mà loại máy thủy đó các bạn, thì nó có bô luộc ha, bô luộc và cái bình có cái xương hàn gió nữa. Còn cái này thì không có nè. Cái này mình không biết là đời nào, mọi người nào mà biết thì comment giúp mình nha. Ê, bình nước trộn này anh đấu anh đem ra làm sao nè, tại vì cái đầu máy là thúc cái hầm hàng sát lại giống như là ghe đục với các bạn, đấy mà nhường vị trí cho hầm hàng. Đây còn đây là cái, còn đây là cái bơm tự hút nè. Cái bơm tự hút này là các bạn thấy không, ảnh đặt rất là cao, có thể là cao hơn mặt nước luôn á, mình bảo đảm 100%, nhưng mà chạy không giờ bị mắc nước tại vì nó tự hút á, rất là ok, xài rất là ok các bạn. Nên mọi người nào mà có xài đó thì nên mua cái bơm này ha. Mình mua cái bơm này xong bắt đầu cái mình về mình tháo ra, mình lấy cái lớp bê ở trong này ra mình dọc bỏ nha các bạn, đừng có xài cái lớp bê. Tại vì xài cái lớp bê á, nhiều khi cái con gồ mình bị nghẹt gác á, nó đóng chấu trong chổng, rồi bắt đầu cái mình muốn tắt máy để cho nước nó dồn xuống nó xả ba cái chấu nó ra thì không được, tại vì nó chặn lớp bê ngay chỗ này lại rồi, là mình không có xả gác ra được. Bởi vì mình tháo cái lớp bê này ra bỏ, chừng nào mà nó bị nghẹt là mình tắt máy là nước nó dồn xuống, nó dồn xuống con gùa nó tống ba cái gác gến ra đầy máy là mình chạy tiếp được, chứ không có lớp bê này là nó hít khó chịu lắm. Đây nó sát gạt luôn nè. Cái này thì nó có hai loại, dòng trái dòng phải, nên mọi người mua thì nhớ kiểm tra kỹ rồi cẩn thận nha. Để mua dòng trái là mắc quay cái đít ngược ra trước á, là nó dòm nó không có gọn. Còn đây là cái cục máy đây. Ồ, giờ màu đen cũng đẹp dữ trời ta. Này là xương hàn nhớt á. Ồ, xương hàn nhớt nè các bạn. Mà nhớt thi lực hay là nhớt máy thì không biết, chắc mình nghĩ là nhớt thi lực, chứ nhớt máy thì có sẵn rồi đâu có làm gờ chi.
ống inox này là chế ha. Co ống đèn nè, mọi thứ đều chắc chắn. Còn đây là cái quan xả hơi nè, nào mà bị kính hơi gì đó mà chạy bị bọt nước xả. Còn nếu mà anh em nào muốn cho nó ok nữa thì đâm cái ống này thẳng lên trên nắp mui luôn, hàng chết vô đâm lên trên nắp mui luôn. Nhưng mà hàng thì phải nhớ kỹ ha, tại vì máy này là nước nó nằm trực tiếp ở đây, mình phải kỹ, đúng thôi là nó xì sọt là mệt lắm à. Còn mấy anh em mà xài cái bơm thái mà nó bị bọt nước á, thì ở trên cái nút á, ở trên cái đầu bơm cái chỗ góc này nè, có con ốc nè, mình hàng vô đưa cái ống lên trên trời luôn là chạy không bao giờ bị bọt nước. Đây sơ sơ cho người coi đó ha. Không biết là hỏi mảnh có test tốc độ không nữa, nếu mà có test thì mình sẽ quay cho người coi. Còn đây là cái bơm Taiwan đó vậy ta, da băng. Ồ, da băng của Nhật Bản, cái bơm này chắc 36 lít quá, 26 hả? Bơm này 26 các bạn. Thì nhỏ nhỏ như thế này thì xài 26 được ha, còn bự bự tầm khoảng trăm mấy thì xài 36 là ngon nhất. Rồi thì bây giờ mình đi xuống dưới này để mà mình quay hạ thủy cho người coi ha. Đây mình đi lên trên này cho người coi cái ở trên cái chỗ qua lăng, cái nữa mình đi xuống dưới ha. Cái qua lăng là anh đưa cao lên trên tuốt ở trên như thế này này nè các bạn. Đây cao như thế này mà chừng nữa lái là anh phải đứng thêm cái nữa đó, tại vì cháu đưa lên ngọn tuốt trên cao lận. Rồi cái ghế này không, à cái ghế này cố định luôn rồi, đúng rồi, anh làm để qua cầu, bởi vì là anh không có làm cao ha. Chừng nào muốn qua cầu ấy quá thì mở cái con tôm này ra, bật cái qua lăng xuống là mình qua cầu thôi các bạn. Để chờ cái tì ben giống như mấy anh kia thì hơi cực, mỗi lần qua cầu mất ngã qua đó, nó hơi cực. Bây giờ thì lên quay thử coi ha, có linh hồn không? Không. Đây đó, qua lăng này inox. Còn đây là cái không gian và vị trí của hầm hàng. Ở đây là khoảng cách là tầm khoảng là 2m rưỡi là anh sẽ chằng một cái cọng dây cáp, chằng ngang lại để mà mình chịu cái bầu lúa ha, lộn, chịu cái bầu chấu lại, chịu cái miệng nó lại các bạn, cho nó căng, nó không có bị bung ra ha. Tại vì mấy cái sắt vơi này thì nói chung là nó cũng mỏng, nếu mà mình làm dày quá thì nó nặng vốn, nặng công. Mình làm vừa thôi, rồi mình buộc dây chằng miệng như thế này là ok nhất nè các bạn. Đó là dây đó mình để cố định luôn, rồi mình canh vào đầu cái mình tăng đưa rồi cho nó cái vầy, cái đường băng nó thẳng là vuông vức như vậy là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cho người coi dưới ha. Đây bây giờ thì ở bên bển đã chuẩn bị bơm phao để mà hạ thủy rồi nha các bạn, máy móc đã đề lên rồi. Thì bây giờ mời mọi người cùng coi cái công việc hạ thủy chiếc xà lan 60 tấn cháu. Rồi bây giờ chuẩn bị xuống nha các bạn. Đó, xin chào, là chặt dây cái là xuống nè, nó kè lăn bánh này. Rồi rất là nhanh, rồi đề máy luôn, đề máy để mà mình xuống gớt nước là chạy luôn các bạn. Đây là lần đầu tiên mà mình quay hạ thủy xà lan chở cháu ha, từ đó giờ chỉ quay hạ thủy xà lan hàng khô thôi. Wow. Đẹp luôn ha. Trời ơi cái hình dáng nè. Cái dáng này các bạn, giờ rất là len, chở cháu thì nói chung càng len càng tốt ha, để mà mình chở cho nó đạt cái số lượng. Và cái máy chiếc này đặt cái máy mà nó cực kỳ khủng luôn các bạn, Isuzu 6GB1. Ê cái giò nước nó bắn kìa má ơi. Ủa giò nước này anh không đi cái co gì đâu mà nó bắn dữ thằng vậy ta. Ok. Mấy anh này thì ở trên này thì mặc áo giáp vô hết trơn ha, ở dưới chắc hình như là xuất ra cái coi như thế này kìa, giống như là cái nhà hát nước vậy trời, giống như công viên nước vậy. Quá đẹp luôn các bạn. Ở trên cái miệng bầu chấu thì len ra tầm khoảng là 1m đến 1m1, 1m2 gì ha, thì dòm cái chiếc chấu nó rất là gọn, nó không có đưa ra ngoài quá, thì mình đi vô trong kinh hẹp rồi này kia nọ thì rất là ok.
Bây giờ thì anh test lại cái tốc độ để các bạn đó, lên máy kìa. Mới gịch ga một cái chạy kìa. Bây giờ nước bắn lên tới trên cái cung chăn chứ ha. Đó là ngồi lái là phải ngồi như thế này đây. Còn nếu mà khi mà có cháu rồi bị khuyết tầm nhìn thì mình phải bắt thêm một cái ghế nữa để mà mình lái giò nằm ngồi ở trên á. Đây là lần đầu tiên mà mình quay xe lan cho cháu cho người xem luôn.